trong chuỗi hoạt động tri ân, phát huy tinh thần đền ơn đáp nghĩa, kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Đoàn công tác thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dẫn đầu đã kết thúc chuyến hành trình về với Quảng Trị, mảnh đất sâu nặng nghĩa tình đồng chí, đồng bào khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế. Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi, thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật, mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật, cho tôi hôm nay đến nghẹn ngào. Những câu thơ về địa danh thành cổ Quảng Trị cũng là cảm xúc chung của những thành viên đoàn công tác của thành phố Hà Nội khi đến mảnh đất Quảng Trị anh hùng trong những ngày này. Bên dòng sông Thạch Hãn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các thành viên đoàn công tác đã thắp nén tâm hương tưởng nhớ tương hồn các anh hùng liệt sĩ. Nơi đây đã đi vào huyền thoại, gắn liền với sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị mùa hè năm 1972. Tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn và nghĩa trang Đường Chín, thành kính dâng hương dâng hoa, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của bao liệt sĩ đã nằm xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Riêng tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi an nghỉ của các liệt sĩ thành phố Hà Nội, có hai khu chính gồm khu mộ liệt sĩ Hà Nội với 469 ngôi, khu mộ liệt sĩ tỉnh Hà Tây cũ với 888 ngôi, các mộ liệt sĩ của huyện Mê Linh đặt tại khu mộ liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc và mộ liệt sĩ các xã thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình. Trong chuỗi hoạt động hướng về nguồn, đoàn công tác thành phố Hà Nội đã trao tặng nhà tình nghĩa, trao tiền hỗ trợ an sinh xã hội, trao quà cho gia đình có công và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Trị, gửi gắm bao tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cán bộ nhân dân thủ đô Hà Nội. Những năm qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa ở Hà Nội đã được các cơ quan, đơn vị triển khai tích cực với nhiều hình thức hoạt động phong phú, sinh động, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu rộng, qua đó đã vận động được các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Lễ hội Hòa Bình vừa được tổ chức cách đây ít ngày tại Quảng Trị, gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ về sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, con người Việt Nam hòa hiếu, bao dung và nhân nghĩa. Đến Quảng Trị dịp này, đoàn công tác của thành phố Hà Nội, thành phố vì hòa bình, tiếp tục mang niềm tin yêu, lan tỏa tinh thần sẻ chia, hợp tác cùng Quảng Trị trong nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội. Một trong những điểm nhấn là xây dựng công trình tiêu biểu tại công viên Thống Nhất mang ý nghĩa hòa bình tại khu quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương Bến Hải.